Chú Bảo, giờ mẹ hỏi con, thế nhà mình ai nghe lời nhất hả con? Chú Bảo nghe lời à? Thế ai không nghe lời à con? Ui, con trai không nghe lời à? Tại sao con trai không nghe lời? Hả? Là con trai lấy cái đấy ăn à? Thế Bảo có lấy ăn không? Hả? Là con trai lại lấy ăn đúng không? Ăn vụng đúng không? Bảo có ăn không con? Bảo có ăn vụng không? Hả? Bảo không ăn vụng à? Giờ Bảo muốn ăn à? Bảo mang đây. Có một cái thôi. Thế con trai ăn? Cho con trai ăn à? Chuyên chuyên. Mẹ con rồi cho con ăn đấy. Rồi. Hết rồi. Hả? Con gấp rồi hả? Gấp rồi ạ? Gấp rồi đúng không? Hả? Vẫn còn một cái đúng không? Để mẹ lấy cho Bảo ăn. Làm gì mà Bảo không có đúng không? Cả nhà ơi, mấy bạn nhỏ này phải luyện răng, tập thể dục răng đi, răng khỏe nha cả nhà. Có 4 5 tuổi là răng sẽ không tốt đâu ạ. À.